Chào các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái câu clip, một cái bài tập nhỏ sử dụng pentatonic. Mình ở đây mình sử dụng pentatonic chỉ có 5 nốt thôi, nhưng mà nó tạo ra một cái kiểu mô típ nghe nó cũng đã tai, và ở đây giúp các bạn vận dụng được rất là nhiều cái kỹ năng ở trong cái câu clip nhỏ này thôi. Chúng ta bắt đầu nhé. Câu clip này mình đánh ở cái âm dài là son thứ pentatonic nha các bạn, son thứ để cho dễ ha. Thường các bạn đánh trên la thứ thôi, bây giờ thôi mình tập son thứ đi, từ ngăn 3 đến ngăn 5 thôi. Nó vòng vòng có các nốt như sau. Chúng ta có sẽ tập trên các nốt là đầu tiên là đô nè, ngăn 3 dây 5, sau đó thứ rê ngăn 5 dây 5, sau đó nốt pha là ngăn 3 dây 4, nốt son là ngăn 5 của dây 4 luôn, và nốt là si giáng là ngăn 3 của dây 3. Chúng ta tập 3 là 5 cái nốt đó thôi. Dạ. Nhưng mà cái cách đánh của chúng ta như sau. Đầu tiên cái kỹ thuật ở đây các bạn cần dùng đó chính là kỹ thuật tay phải. Chúng ta áp dụng hai cái kỹ thuật cho tay phải. Một là kỹ thuật đánh alternate picking, trong đó có xen kẽ một cái nốt string skipping, tức là đánh cách dây. Một cái nữa là các bạn phải bịt dây palm muting, đánh ngang cách tạch 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 nữa. Thì bây giờ mình sẽ nói về hai cái này trước khi chúng ta ráp vô cái câu nha. Nó như sau. Các bạn đánh cách dây thì một số trước mình đã nói rồi, các bạn nào chưa biết xem clip này mình nói lại luôn. Khi thông thường các bạn đánh những cái nốt ví dụ như từ dây 5 các bạn đánh xuống dây 4, dây 5, dây 4 nó gần nhau. Còn bây giờ các bạn đánh một câu mà dây 5 xong các bạn có một nốt xuống dây 3 hoặc là xuống dây 2 thì người ta gọi là đánh cách dây. Ví dụ mình đánh một cái từ dây 5 xuống cái dây số 3, các bạn nghe thử nha. Các bạn thấy chưa, tay phải các bạn đang đánh dây 5, các bạn phải bỏ dây 4, các bạn nhảy xuống dây 3. Các bạn nào chưa quen kỹ thuật này rất dễ bị vướng dây nha. Chúng ta tập cái đó. Cái thứ hai, cái câu đánh bình thường của bạn như sau. Thì bây giờ palm mút là gì? Các bạn dùng cái cạnh bàn tay này, các bạn chạm nhẹ vô ngay cái phần gần con ngựa này. Các bạn chạm nhẹ vô dây đàn thì lúc đó cái tiếng các bạn nghe nó tạch tạch nó khác. Bây giờ mình đánh kiểu bình thường mà sau đó palm mút lên nha. Giờ palm mút nè. Bây giờ chúng ta áp dụng vô cái câu pentatonic là như sau. Thì cái câu đầu tiên chúng ta đánh là đô rê pha rê ha, tức là 3 5 3 5, đơn giản đúng không bạn? Đầu tiên các bạn đánh bình thường đi ha, tí mình ráp vô. Câu thứ hai chúng ta đánh 3 5 5 5 luôn, 5. Vậy ngay chỗ này các bạn đánh như thế nào? Khi mà có hai ngăn, nó hai nốt trùng một ngăn thì chúng ta uốn cong cái ngón tay của chúng ta như sao? Nghe kìa, đây là một kỹ thuật cho tay trái nữa, gọi là rolling finger. Thì các bạn thấy các chị phải chặn nhiều cái nốt trên cùng một ngăn. Thì hai câu đó chúng ta lặp lại nha. Câu thứ ba là chúng ta đánh cách dây. Các bạn thấy chưa? Cứ cái nốt đô, nốt rê này lặp hoài. Nhưng mà chúng ta thay cái nốt thứ ba. Bây giờ chúng ta xuống ngay cái ngăn 3 của dây số 3 luôn, là nốt si giáng. Lặp lại ha. Sau đó cái câu giữa chúng ta lặp lại. Rồi bây giờ thật là chậm, bốn cái câu nhỏ ráp lại để thành một khuôn nha các bạn. Cái này các bạn đánh trùng liên bốn, bốn nốt nhịp ha.
4 và câu 2 thì nó lặp lại y chang nhau thôi ha. Đánh và các bạn theo nha. Và chúng ta cứ lặp đi lặp lại hoài ha. Thì khi các bạn đánh dần dần quen là các bạn tăng tốc độ lên tí ha. Thì bây giờ để đánh nghe nó lạ thì chúng ta bắt đầu chạm cái cạnh bàn tay vừa vừa con ngựa này để chúng ta tạo ra cái tiếng bầm mút, nghe nó tập tập nghe cũng lạ ha. Các bạn thấy chưa? Bây giờ chúng ta đánh vô đúng nguyên câu nha. Dễ không các bạn? Lúc đầu thì nó hơi khó nhưng các bạn cố gắng tập thì dần dần nó cũng quen rồi ha. Cùng tập với mình nha. Bài tập chúng ta áp dụng dòng mũi chân luôn cho nó quen nha các bạn. Khi bạn đánh nhanh rồi thì các bạn quen tay rồi thì bạn thấy là tay mình sẽ đánh chính xác. Câu này có 5 nốt thôi mà nghe em rất đã ha. Còn khi các bạn đã quen cái đó rồi, chúng ta có thể ngừng nghỉ một tí để tạo ra một cái giai điệu melody nào đó. Thì với câu này các bạn có thể kéo lên những cái pentatonic khác đó. Ví dụ như đây các bạn kéo lên la được, hoặc là bạn kéo lên đô, cũng tương tự. Các bạn đổi tới đổi luôn như vậy. Thì hy vọng là cái bài tập này sẽ giúp ích cho hai tay của bạn kết hợp với nhau. Để có luyện thêm một vài cái chiêu, tay phải phải kết hợp hai kỹ thuật, tay trái các bạn cũng phải vừa đánh vừa rolling sao cho nó hay nữa. Thì hãy ủng hộ kênh Guitar for Freedom bằng cách like, share, comment. Nếu bạn nào mới học đàn, chưa biết nhiều về guitar, có thể tham khảo các khóa học của Đăng Khoa giờ online. Các bạn có thể đóng tiền một lần và học bất cứ khi nào các bạn muốn, không có giới hạn về thời gian nhé. Còn nếu muốn mua đàn, guitar thuần, guitar điện, hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop với giá rất là tốt và phải chăng. Mình sẽ ship hàng toàn quốc nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.